Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 6. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành công từ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Vĩnh Long. Rộn ràng lễ hội đường phố, sắc màu văn hóa tại tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Đồng hành chăm lo cho thiếu nhi có mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích. Như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có chuyến công tác đến một số nước tại châu Âu thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Do hôm qua 8 tháng 6, đoàn đã kết thúc thành công các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Một trong những hoạt động chính của đoàn là tham dự Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam năm 2024, tổ chức tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Tại diễn đàn, tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với vai trò là diễn giả chính và là tham luận viên tại diễn đàn cho biết, với điều kiện tự nhiên, tiềm năng và định hướng phát triển trong dài hạn, ngành kinh tế trọng điểm thu hút nhà đầu tư nước ngoài của tỉnh là nông nghiệp, công nghiệp. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến là ngành chủ lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư và đầu tư tại Vĩnh Long để cùng hợp tác và cùng phát triển. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã trưng bày hơn 20 loại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, rau quả đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách quốc tế. Tôi đã dùng thử các sản phẩm mà các bạn mang từ Vĩnh Long sang đây và tôi cảm thấy thích. Chúng có vị ngọt tự nhiên chứ không ngọt từ quá chất, rất ngon. Và tôi cảm thấy ấn tượng nhất là củ khoai lang của các bạn. Ở đây chúng tôi rất ít gặp và có thể nhiều người chưa gặp, nên đây là sản phẩm rất tiềm năng cho việc xuất khẩu sang Thụy Sĩ. Tại Hà Lan, đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Hoàng gia The Hills. Ở Vĩnh Long, công ty trách nhiệm hữu hạn The Hills có 4 dự án đầu tư với tổng mức vốn đăng ký trên 85 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản. Tại buổi làm việc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng mô hình phát triển của tập đoàn Hoàng gia The Hills phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác xúc tiến về đầu tư, thương mại và chuyển giao kỹ thuật từ tập đoàn. Vĩnh Long là một trong những tỉnh đầu tiên mà The Hills đầu tư với 4 nhà máy. The Hills mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh nhà hơn để phát triển hơn. Đối với định hướng phát triển ngành nông nghiệp mà tỉnh Vĩnh Long nêu ra, The Hills có thể giúp nông dân xây dựng trang trại giống, cung cấp con giống và cũng có thể giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng để xây dựng trang trại hiện đại hơn. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp nông dân tiến xa hơn. Cũng tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và được Ngài Phó Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp và làm việc với đoàn. Đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long trong việc tiếp cận với các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, phục vụ các công trình chống biến đổi khí hậu và kết nối lại với chính quyền tỉnh Rendlesham, Hà Lan sau thời gian dịch COVID-19 làm gián đoạn. Trong thời gian tới thì để phát huy những cái việc làm được mà qua đánh giá của hai lần tiếp xúc với các cái nước mà chúng ta đến thì chúng ta cần phải có cái quan tâm chặt chẽ hơn nữa các cái lĩnh vực chuyên môn như các ngành thương mại, xúc tiến đầu tư hay là trong các cái lĩnh vực chuyên môn như là y tế, trong lĩnh vực công nghệ thông tin để chúng ta có cái định hướng phát triển kết nối, đặc biệt là trên cái nhu cầu cần thiết của các bên, tạo điều kiện cho các bên cùng thắng trên các lĩnh vực mà mình kết nối. Những kết quả đạt được từ chuyến công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long tại các nước châu Âu và kế hoạch hành động tiếp theo được đề ra là cơ sở để mối quan hệ hợp tác của các nhà đầu tư đối với tỉnh Vĩnh Long càng thêm bền chặt, khẳng định Vĩnh Long là điểm đến đáng tin cậy để các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư cùng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mỗi dịp Festival Quế, người dân và du khách lại có dịp hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn trình diễn đa sắc màu văn hóa của lễ hội đường phố. Đây là một trong những hoạt động chính của tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Quế 2024, nhằm hướng đến cộng đồng và giới thiệu một cách rõ nét nhất, gần gũi nhất những sắc màu văn hóa đặc trưng của Việt Nam và các nước trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và ngay cạnh tôi đây diễn ra chương trình lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu văn hóa. Và bây giờ chúng ta hãy hòa cùng với không khí ngày hôm nay của Festival Huế lần này ạ. Lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu văn hóa năm nay có sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ trong nước và nước ngoài. Các nhóm nghệ thuật trong nước như Cồng Chiêng Con Tum, Câu lạc bộ Diều Quế, Nhóm nhạc Học viện Âm nhạc Quế, Đoàn múa Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường, các nhà thiết kế áo dài và người mẫu, các đoàn nghệ thuật truyền thống Quế. Đặc biệt, có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhà hát Cao Văn Lầu đến từ tỉnh Bạc Liêu, đại diện cho loại hình đờn ca tài tử Nam Bộ, đã cùng nhau giới thiệu đậm nét những truyền thống văn hóa các vùng miền trong cả nước. Đem bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử của tỉnh Bạc Liêu lan tỏa đến bạn bè quốc tế trong dịp festival lần này. Đó là một niềm vinh dự của tỉnh nhà nói chung và của nhà hát Cao Văn Lầu. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn lao để cho tất cả anh em nghệ sĩ tiếp tục làm nghề. Đó là giữ gìn bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Em rất là tự hào vì em đang khoác trên mình một bộ áo dài tím, một bộ áo dài truyền thống của người Huế của chúng em. Và ngoài ra, sự kiện này là tụi em muốn giới thiệu đến mọi người là bộ áo dài này là bộ áo dài truyền thống đến từ Huế và mọi người sẽ biết nhiều hơn về Huế và đến Huế của chúng em. Tâm điểm chú ý của lễ hội đường phố còn là những nhịp điệu rộn ràng với nhiều màu sắc đa dạng mới lạ đến từ các đoàn nghệ thuật nước ngoài như đoàn vũ kịch Chiết Giang Trung Quốc, đoàn nghệ thuật múa trống và sư tử Okinawa Nhật Bản, đoàn trống Hàn Quốc Jampion, đoàn nhạc flamenco Hispano Tây Ban Nha, đoàn ca kèo Stanton Lopez Mustem Vương quốc Bỉ. Chúng tôi đến đây giao lưu cùng các bạn Việt Nam và bạn bè quốc tế những màn trình diễn hip hop. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có mặt tại lễ hội này. Đây sẽ là kỷ niệm ấn tượng không bao giờ quên của nhóm Sergi khi tham gia Festival Quế. Biểu diễn dưới hình thức quảng diễn đường phố qua các tuyến đường chính hai bên bờ sông Hương thơ mộng, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đã giới thiệu đến người dân và du khách về bản sắc văn hóa thông qua nhiều hoạt động biểu diễn đặc sắc. Những tiết mục như thế này đã mang đến một không khí sôi động trên các tuyến phố, tạo nên bữa tiệc văn hóa đa màu sắc. Vừa thấy quê nhưng mà nghe cái bộ diễn đã bộ đấy, cứ cố gắng lên đây để coi cho biết qua đạt. Festival năm nay thì chúng tôi cũng trùng đến các hoạt động chương trình cộng đồng. Như chúng ta đang chứng kiến cái lễ hội đường phố. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong Festival Huế. Và chúng tôi nhấn mạnh cái yếu tố cộng đồng, cái yếu tố cùng lan tỏa các hoạt động lễ hội sau Festival là yếu tố rất quan trọng. Trong đó người dân, cộng đồng, du khách cùng tham gia với ban tổ chức và là đối tượng cũng như là người cùng gia tham gia. Lễ hội đường phố sắc màu văn hóa đang diễn ra tại Festival Quế đã mang đến một không khí sôi động. Đây là nơi hội tụ và giao lưu giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đồng thời cũng nhằm giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa Quế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, qua đó đem đến những trải nghiệm thú vị, đưa người dân, du khách hòa mình vào ngày hội gắn kết cộng đồng, thắm tình hữu nghị, ngập tràn sắc màu văn hóa. Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm 2024, trên cả nước đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Có nhiều vụ tương đối lớn làm 2.100 người mắc, hàng trăm người phải nhập viện, 6 trường hợp tử vong. Gần 1/3 số vụ ngộ độc xảy ra nguyên nhân được xác định là do vi sinh vật. Tại văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế nêu rõ khi xảy ra ngộ độc thực phẩm phải nhanh chóng cấp cứu, kịp thời điều trị cho bệnh nhân, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đến cùng.
xử lý nghiêm sai phạm. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 9 năm 2024 quy định về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư quy định rõ các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí nếu có trong năm học, và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí, học bổng đối với người học. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. Thưa quý vị, năm nay để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đạt hiệu quả cao, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần cống hiến, xung kích tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên, tỉnh Đoàn Vĩnh Long tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chương trình tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022-2030. Theo đó, tỉnh Đoàn Vĩnh Long sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ đoàn hội các cấp, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện, chú trọng các hoạt động thanh niên tình nguyện gắn với chuyên môn và các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đa dạng hóa phương thức triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Ngoài ra, tỉnh đoàn cũng khuyến khích đoàn hội các cấp tham mưu đề xuất các sáng kiến về cơ chế phối hợp giữa tổ chức đoàn hội với các sở ban ngành đơn vị chính quyền địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện dành cho cán bộ đoàn hội, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện hiệu quả, chuyên nghiệp, bền vững và có sự tham gia đồng hành rộng rãi của các lực lượng thành phần trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình Vì đàn em thân yêu, những ngày qua, tổ chức đoàn và hội đồng đội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em. Các hoạt động này đã góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích. Ngay sau kết thúc năm học, hơn 500 em thiếu nhi các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vũng Liêm đã được Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long tổ chức trại hè thiếu nhi với nhiều hoạt động. Bên cạnh các trò chơi dân gian với nhiều phần quà hấp dẫn, các em còn được tham gia hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách và hội thi rung chuông vàng để gặp gỡ bạn bè, trao dồi kiến thức. Em cảm thấy rất là vui và cũng thi rất là bổ ích. Qua đó em được học thêm nhiều kiến thức và làm quen được rất là nhiều bạn mới. Em chơi rất là nhiều trò chơi như là đi cà kheo, thể banh đỏ, chơi băng quang, đi dép bằng gáo giò. Em rất vui. Để đồng hành giúp các em thiếu nhi phát triển tư duy sáng tạo và thể hiện năng khiếu, các cấp bộ đoàn hội còn phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các sở ngành tổ chức nhiều hoạt động như hội thi tin học trẻ, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc thi vẽ tranh ngày hội sắc màu với chủ đề Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Đây là những sân chơi bổ ích, trí tuệ để các em thỏa đam mê, phát triển năng khiếu của mình. Cuộc thi vẽ tranh và cuộc thi trực tuyến online về kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giúp chúng con là có thể phát triển những năng khiếu của mình, có thêm kiến thức và nó đã giúp con học tập tốt hơn trong những môn về lịch sử hoặc là những môn xã hội. Nhiều các cái hoạt động về cả những cái hoạt động về năng khiếu và cả những cái hoạt động rèn luyện về kỹ năng giao tiếp và cũng như là trình bày những cái vấn đề mà trẻ em gặp khó khăn ở trong cuộc sống. Chính vì vậy mà em đã có rất là nhiều cơ hội để mà có thể phát triển được bản thân. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, tổ chức đoàn đội các cấp cùng lồng ghép với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tổ chức nhiều hoạt động như trại hè thiếu nhi, tuyên truyền về luật trẻ em, ôn tập hè cho thiếu nhi ở các khu vực nông thôn, trang bị các kỹ năng thực hành xã hội, đặc biệt là tăng cường vận động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng trẻ em tiếp bước đến trường vào năm học mới.
Và trong đó chúng tôi chia làm 3 nhóm chính. Cái thứ nhất là quan trọng nhất, đó là việc mà chúng ta vận động cái nguồn xã hội hóa để mà chăm lo cho cái trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ hai là trước tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao cái kỹ năng cho trẻ em như học sinh dễ bơi, phòng chống đuối nước, rồi phòng chống tai nạn thương tích. Và cái nhóm hoạt động thứ ba đó là tổ chức cho các em là những cái sân chơi hè ở các địa bàn dân cư để mà các em có một cái mùa hè vui tươi. Với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, các hoạt động chăm lo và đồng hành trong tháng hành động vì trẻ em của tổ chức đoàn hội các cấp sẽ giúp các em thiếu nhi trong tỉnh có một mùa hè vui tươi, bổ ích. Đây cũng là món quà tinh thần để các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới. Tại trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công hạng mục mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Việc đóng điện hạng mục này cùng với việc hoàn thành thi công đúc móng 100% các vị trí cột, hơn 800 vị trí cột được dựng, nhiều khoảng néo hoàn thành kéo dây là động lực quan trọng để toàn công trường quyết tâm hoàn thành tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối trước ngày 30 tháng 6, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê của ngành chức năng, 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long đã đạt 349 triệu đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có sự đóng góp đáng kể. 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trên 267 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 42% kế hoạch năm. Trong đó, nhiều mặt hàng của các doanh nghiệp trong khu vực này có mức xuất khẩu tăng mạnh như phương tiện vận tải và máy móc phụ tùng tăng 96,6%, giày da tăng gần 30%, túi xách, ví, vali tăng 57%. Theo kế hoạch năm nay, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 780 triệu đô la Mỹ. Trong này, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp sẽ phấn đấu đóng góp 640 triệu đô la Mỹ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1 tháng 7, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền. Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng một ngày thì xác thực bằng mã Smart SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trước tình trạng lừa đảo ngày một phức tạp, đồng thời ngăn ngừa các trường hợp cho mượn, cho thuê tài khoản. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết do nhu cầu vốn trên địa bàn chưa cao nên dư nợ cho vay có tăng nhưng không đáng kể. Cụ thể, đến cuối tháng 5 năm 2024, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 1,02% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2023, chiếm hơn 61% trên tổng dư nợ. Dư nợ trung dài hạn đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 1,95% và chiếm hơn 38% trên tổng dư nợ. Dư nợ đạt cao và duy trì tăng trưởng là tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó, một số chương trình hiện có dư nợ đạt cao như cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước định hướng tập trung tăng trưởng dư nợ tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các nhu cầu tiêu dùng hợp lý của người dân. Thưa quý vị, thay vì sản xuất lúa 3 vụ trong năm, thời gian qua có nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện mô hình luân canh giữa lúa và rau màu, nhất là chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu trong vụ hè thu. Hàng năm, diện tích cây màu được nông dân xuống giống gần 50.000 hectare, trong đó có khoảng 50% diện tích rau màu luân canh với lúa. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có hơn 12.570 hectare rau màu được trồng luân canh với lúa. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả và có nguy cơ bị thiếu nước tưới trong vụ hè thu sang trồng rau màu ít sử dụng nước và có khả năng chống chịu cao với nắng hạn là rất cần thiết. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần cải tạo đất, đồng thời giúp cắt đứt các mầm sâu bệnh trong sản xuất lúa,
từ đó tạo nhiều thuận lợi để các vụ sản xuất lúa sau được trúng mùa và giảm chi phí. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ người dân trong việc phát triển trồng rau màu, nhất là trồng trên nền đất lúa. Sáng nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao tàu cá BTH-95968TS hỏng máy trên biển và ngư dân cho gia đình và chính quyền địa phương. Theo thuyền trưởng tàu 474 cho biết, lúc 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, tàu 474 vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Phan Dinh, nhận lệnh của cấp trên xuất phát đi lai kéo tàu BTH-95968TS ở vị trí đông bắc đảo Đá Lớn, 5 hải lý về bờ. Trên tàu có 7 ngư dân. Sau khi nhận lệnh, tàu 474 đã khẩn trương chuẩn bị các phương án tiếp cận, lai kéo tàu cá về bờ được an toàn. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 6, tàu cá BTH-95968TS khi đang hoạt động tại vị trí cách đông bắc đảo Đá Lớn 10 hải lý thì bị hỏng tai biên heo dầu do không khắc phục được nên tàu bị thả trôi. Tàu 461 của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã tiếp cận, cán bộ chiến sĩ trên tàu đã cố gắng lai kéo tàu vào đảo Đá Lớn để tiếp tục sửa chữa. Sau đó, tàu 474 đã cơ động đến đảo Đá Lớn và lai kéo tàu BTH-95968TS về bờ. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đã chính thức trở lại thành phố bên sông Hàn từ tối qua với màn so tài từ đội đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Việt Nam. Với chủ đề tinh hoa trang quá, đêm khai mạc đã mở màn cho chuỗi 5 đêm trình diễn pháo hoa kéo dài từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 tới với 8 đội tham gia. Và những hình ảnh pháo hoa bùng cháy rực rỡ trên nền nhạc sôi động sẽ thay lời kết cho chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với chủ đề kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 mong muốn truyền đi thông điệp về một thế giới gắn kết, hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng. Và đến đây, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.